thì đã bao giờ tôi nói là tôi không ghi nhận công ơn của ông ấy đâu. Thế à, còn nếu chị thích á thì chị tự tổ chức sinh nhật cho mình, thích gì phải chờ chồng, đúng không? Ừ, hay là làm thế để cho bọn trẻ nó bớt buồn nhỉ? Đấy. Ông ấy cứ cắm mặt vào ăn mà chả buồn thanh minh gì với bọn trẻ cả. Làm cho bọn trẻ lại tưởng là ba nó dẫn mẹ nó đi tổ chức sinh nhật ấy. Anh rể gì mà có cái tư tưởng ấy thì mặt trời có mà mọc ở đằng Tây ấy. Ôi thôi 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 thôi. Hạ hỏa, hạ hỏa. Tí em chả có bát để bán hàng. À, thế chị muốn anh ấy giải thích thế nào? Tình cờ ba biết được là ngày mất của em gái của ba trùng với sinh nhật của mẹ con. Thế nên ngày này đứa nào mà hát hò nhảy múa là ba ngứa mắt. Nếu mà cứ khóc lóc đau khổ thay đổi được sự việc ấy thì khối người chết được hồi sinh ấy. Muốn thay đổi hay không chẳng qua là do sự lựa chọn của mình thôi. Thì chị cũng thông cảm với anh ý. Nếu biết được mộ em gái mình ở đâu để thắp hương ấy thì nó đi một nhẽ. Đằng này mộ ở đâu không biết, anh ấy cũng chỉ biết chôn em gái mình ở trong tim thôi. Mà em tin chắc là từ giờ đến cuối đời anh ấy cũng chả bao giờ hết ân hận vì đã để lạc em gái mình đâu. Thế nên chị xác định luôn đi. Thực ra hồi ấy ông ấy cũng chỉ là một đứa trẻ. Mà suy cho cùng anh ấy là người đàn ông tốt mà, không cờ bạc rượu chè gái gú, suốt ngày chỉ vợ với con. Lúc chị còn đang phấn đấu ở cơ quan, anh ấy đã xin về nghỉ hưu sớm, mở cửa hàng cơm tấm này, chăm lo cho lũ trẻ này, thêm kinh tế gia đình. Thế còn chê cái nỗi gì? Thì đã bao giờ tôi nói là tôi không ghi nhận công ơn của ông ấy đâu. Thế à, còn nếu chị thích á thì chị tự tổ chức sinh nhật cho mình, thích gì phải chờ chồng, đúng không? Ừ, hay là làm thế để cho bọn trẻ nó bớt buồn nhỉ? Đấy. Mà ông ấy không chỉ ki bo với vợ mà cả với con nữa, đặc biệt là cái thằng Gia ấy. Tính nó thì bay bổng, lại hay cả tin, nhưng được cái nó tận tâm và trung thực, có phải thế không hả gì? Chị cứ hay nâng cao quan điểm thôi, chứ em thấy mọi chuyện có đến nỗi như thế đâu. Phim Tình Trạng Đã Ly Hôn sản xuất bởi Viettel Media.